Hi, xin chào các bác. Xin chào các bác đã quay lại kênh của em. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 năm 2019. Em xin gửi lời cảm ơn các bác trong thời gian qua đã đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em và mua hàng của em. Thì hôm nay em có mười mấy 20 sản phẩm. Thì em xin đăng lên cho các bác coi video của em có những cái máy nào phù hợp với các bác để các bác mua ủng hộ kênh của em. Thì các bác nào xem được video này thì hãy đăng ký kênh của em. Đăng ký để làm gì? Thì đăng ký để các bác biết được là mỗi lần em đăng một video nào đó lên thì các bác sẽ xem được video của em. Trong video có những máy gì like và chia sẻ. Thì nay thì là yêu thích cái kênh của em, những người làm video như bọn em. Còn chia sẻ là chia sẻ những cộng đồng nào yêu thích đồ hàng bãi Nhật đó, cho mọi người cùng xem. Rồi em xin cảm ơn các bác. Thì hôm nay em sẽ test nhanh thôi bác. Đầu tiên là xin test con máy cái cắt tôn. Hôm bữa cũng có một con rồi, con nó hơi cũ quá. Hôm nay em sẽ có một con mới, con sản xuất năm 1968. Đây, hoa hình của nó đây, 1,6 mm nhá các bác nhá, rất là mới em bác, nhìn như là máy chưa xài rồi đó. Nhưng mà có một cái là nó mất cái nắp trên này, cái nắp này thì không quan trọng, không ảnh hưởng gì đến máy cả, cho nên lắp để nó che chỗ nhớt này thôi. Con này em bán 580k nhá đó, các bác nhìn máy đây, nó gần như là máy mới luôn á. Đây, cái dây của nó thông số. Đó, nó sản xuất năm 1968 đấy bác. Dây nó còn nguyên nguyên zin các bác. Dây này không có tháo, không có đấu. Con số 1 em bán 580k, không bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Tất cả hàng không bao gồm phí vận chuyển. À, bác nhìn kỹ con này nhá. Con hôm trước là 480, mà con này 580. Nó chỉ bị mỗi một cái này thôi. Nên em bán giá này chứ không em sẽ bán giá khác. Thì em mua vào nó đã cao rồi. Rất là mới. Từ năm đó đến giờ máy nó còn như vậy. Con kia hôm nọ nó còn cũ hơn con này rất là nhiều. So với con này thì chả là gì cả. Và các bác thích cái dòng này thì giải dục ra gia đình. Rất là nhỏ bác nhé. Đây, đây là máy sợi dây zin. À, hôm nay em có mấy con dao. Con dao này thì em cũng đã liên hệ với cả người bán. Thì là bây giờ em còn có mấy con thôi. Thì em bán giá 150k nhé. Chưa bao gồm mới vận chuyển nha bác nhé. Còn có 4 con nữa bác nhé. Đó. Sau nó có về nữa thì giá nó chỉ vậy thôi. Em đã liên hệ người ta để mua số lượng nhiều nên là người ta đã giảm giá xuống. Rồi sẽ đến con chà nhám. Con chà nhám chạy motor nha các bác nhé. Motor rửa than. Chà nhám tăng. Con này sản xuất năm 1965 đây. Trước em có bán mấy con rồi. Nhưng mà trước là mấy con nó mới có, cũ có. Con này em bán giá là 800k bác nhá. Bác có nên lưu ý kỹ giúp em. Nhám này là kích cỡ của nó là 100 nhân cho 555
Nói chung là nó không có đúng với cả kích cỡ mà mình hay mua ở ngoài tiệm đâu các bác. Nó sẽ khác đấy. À, bây giờ ở ngoài tiệm thì bây giờ người ta bán theo chuẩn nhám phổ thông. Còn bây giờ cái máy của Nhật thì là nó sản xuất từ ngày đó thì chắc chắn là cái kích cỡ nó sẽ khác. Nhưng mà không sao, em đã có chỗ để mua cái nén nhám này, đặt người ta làm. Nhưng các bác nếu mà các bác nào không mua có mua ấy, thì cứ liên hệ với em. Em sẽ mua hộ các bác. Nhưng mà mỗi lần các bác mua thì bác mất công thì bác mua ít nhất 20 30 vòng gì đó, các bác xài dần. Thì một vòng nó như 8 9.000 ấy. Còn mua ở ngoài tiệm sẽ không có đâu các bác. Đấy, em sẽ chạy thử các bác. Bác chỉnh ở đây nhé bác. Đây các bác, đó. Đấy. Máy này sở động rất tốt đó bác nhá. Hiện nay em có con này bán giá 800k bác nhá, cả nhám tăng của Hitachi bác nhá. Điện 100V đấy. Con số 2 là con đánh bóng. Con này 350k bác nhé. Của Hitachi. Đường kính của nó là 180 mm SB18 530W. 15.000 à, 1.500 vòng trên 1 phút. Nó cũng được rằng tua chậm, không phải là nhây. Khoan Hitachi hai chức năng 14 mm 380W. Cái watt này các bác đừng quan trọng quá nhé. Thời ngày xưa sản xuất watt này hơi chậm, nó hơi nhỏ thôi, 1.250 vòng 1 phút. Bác em vừa thích quan sắt vừa khoan gỗ cũng được, mà khoan mấy con tường cũng được. Bác chuyển chế độ dưới này nhá, loại này các em bán nhiều rồi, đầu hơi han này nhá, nhưng mà không sao nhá, cái này thì em đánh gỉ cái này nó sạch ngay. Búa của con này rất là mạnh thôi nhá, em bán con này chắc không biết bao nhiêu con, là mấy chục con rồi. Đây con cắt tôn, à đầu tôn của Hitachi. Con này nó đột kiểu 2 ly thôi bác nhá. Con số 5 là 550k.
Con số 6 là khoan gốc của Hitachi. Con này từ 300 vòng cho đến 2800 vòng nhá bác nhá. Công suất là 410W. Con này là có số bác nhá. Từ số 1 đến số 5. Đây là số 1 các bác nhá. Đó, đây là số 1 của nó. Cái này vừa khoan được bác bằng tích cũng được nhá. Nó khoan những góc hẹp. Con số 6 là 500k bác nhá. Con số 7 là con mài khuôn của Mitachi. 380W, 450k đúng không? Thằng Hitachi này không biết nó hình như nó cũng giống của Hitachi sao hay là nó là công ty con hay gì đó, nó có biểu tượng này cũng rất giống Hitachi. Máy nó cũng rất là tốt các bạn. Con này là mài khuôn 6 ly các bác nhá. Rồi, hai con này cũng là con đổ tôn thẳng các bác nhá. Nhưng mà nó bị sao mà đột nó không đứt tôn được bạn. Nó đột nó vẫn đứt nhưng mà nó không đi qua được, không biết vì sao đó. Nên nó bán 500k bác nhá. Hai con này số 8 500k. Hai con này hoạt động như nhau nhá bác nhá. Con này em thử rồi, em dây đây, nó không đột được giống như con đó nên bán 500k hai con này. Bác mua về bác thảo thợ bác làm được thì các bác mua. Số 8 500k. Số 9 là con cơ lọng Hitachi bác nhá. Này 500k. Công suất của nó là 380W, 3200 vòng một phút. Con này có điều tốc bác nhá. Dây gì nữa bác nhá. Con máy mài của Zobi. 12.000 vòng một phút, 530W. Con này đằng trong nội thất còn rất là mới bác nhá. Ốc của nó. Con này có giá 370k, số 10. Số 11. Con này 24.000 vòng một phút nhá. Con là máy phay của Zobi. Nhưng con này nó bị lỗi rồi. Đây các bác. Đó. Chỗ em là người này, đó cái lẫy của nó gãy này, hôm đó em vệ sinh em bấm là nó gãy mất này, đó.
Nhưng mà cái ở trong nó vẫn còn đây em nhá. Các bác về làm sao mà làm để cho nó dính lại nhau được thì làm hàn hay gì đó. Em không làm được. Em bán con này 900k, số 11. Bình thường thì nó là triệu mấy cơ, triệu ba cơ. Cốt 12 ly bác nhá. Công tắc nó nằm ở đây. Con bắn vít của Makita số 12 này giá 350k bác nhá. Này có đều tốc bác nhá. Con này nó gắn đầu vít dài nhá, đầu vít ngắn gắn vào không được. Đầu vít ngắn thì nó gắn nhô lên đây là bắn được, nhưng mà em muốn nhìn cho dễ thì có gắn đầu vít dài. Còn cơ lọng của Makita số 13 400k. Công suất nó 390W các bác nhá. Điện 100V nữa. Không hề đánh lửa bác nhá. Con này là motor chạy có chổi than các bác nhé. Này bán 550k số 15, sản xuất năm 1977 của Hitachi. Bác về muốn tháo cái này ra bác cho cái đánh gỉ vào cũng được, hoặc là bác làm máy mài cũng được, gắn viên đá vào. Motor chạy rất mạnh các bác nhé. Cắt tô này hôm nọ 2 ly 9 này, hôm nọ có bác nào hỏi em mà như em bán cho bác nhưng mà cuối cùng quên không biết địa chỉ là gì, em cũng không nhớ đâu. Con này nó bị sứt một tí ở dưới dưới lưỡi các bác nhá. Chỗ tay em chỉ này một tí thôi, một xíu thôi, không đáng kể gì cả. Nó cũng mang ra tiệm cơ khí nó có thể mài lại được. Này chạy rất êm luôn nha. Còn đi các bác chỉ cần mang ra tiệm cơ khí thôi, người ta có thể mài các bác lại, mài lại nữa, mài lại cái dưới đít đó thôi chứ còn không phải mài cả cái nữa đâu bác nhá. Máy vẫn cắt bình thường bác, vẫn đứt, nhưng mà ý là các bác muốn mài lại cho nó đẹp thì các bác mang ra đó mài. Bản vít của Hitachi số 17 400k.